ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn thấy hay hay ai đăng ký xe ủng hộ kênh mình nha. Thì trong thời gian chờ đợi thì mình giới thiệu sơ lược và trận đấu các bạn nha. Bên mình thì gồm các thành viên một SP là mình nha. Thì trong trận này mình sẽ ở vị trí là support các bạn. Bên mình thì có hai AD các bạn nha. Thì mình sẽ luôn cái phần tăng cơ cho đội mình nha. Thì cố gắng là mình sẽ hỗ trợ tối đa cho đội mình. À, thì hiện tại mình đang chơi Toto đó, thì mình sẽ đi đường dưới chung với AD bên mình nha. Thì AD bên mình đường dưới thì nó có kỹ năng là chiêu là tướng hình các bạn đó, thì mình sẽ cố gắng là farm cho AD mình càng xanh càng tốt các bạn nha. Bên đối thủ của đối thủ là có con ghiết các bạn. Con ghiết thì nó có chiêu rất là mạnh các bạn nha, chiêu bánh xe các bạn. Con đó thì cũng cảnh chiến như mình, có mà có chưa bánh xe đó hơi bị găng các bạn nha. Đó, bên đó cũng có một AD có chiêu bánh xe đó bạn. Rồi tình hình trận này rất là căng nha, bên mình không có tăng cơ đó bạn ơi, chỉ có support và mình kim luôn tăng cơ với ai hỗ trợ luôn các bạn. Căng quá bạn ơi. Đó, cố lên cố lên. Đó thì AD của mình đã bị rỉ máu và đang trên đường trở về các bạn nha. Anh em ơi chú ý nha, đi chung nha, mình đang ở dưới đây, đi chung mình nào. Vô vô vô, quái đập quái đi. Ủa, AD, AD, phải sắp bật ở đâu rồi. Coi chừng, nó đi giữa kia, đi giữa kia. Anh em tập trung nha, đi chung, không đi riêng nha. SB mình đâu rồi, quên, AB, AB, AB và AD mình phía trên. Đang bị căng, chết rồi. AD mình đã chết rồi các bạn ơi. AD mình đi đường trên, căng quá. Cái này mình không có tăng cơ, khổ rồi khổ rồi. Mới vào cái trận đấu mà đã mất hai mạng rồi các bạn ạ. À, AB và AD đường trên các bạn nha. Thôi mình ngăn đường giữa cho trong khi chờ đợi AB nha. Tập trung đường dưới, tập trung dưới nha các bạn ơi. Cố lên cố lên. AD chào mình nha, chào mình. Ok ok chào mình nha. Đó đây con đi rừng của bên mình nha. Con này cũng rất là hay các bạn. Đó, tập trung tôi đây, AD, AD hỗ trợ, cứu cứu, AD đúng rồi, hất tung lên. Toto mình có chiêu rút nên là tắt chui, hay quá, trời ơi. Rừng của mình chán quá bạn ơi, rừng của mình đi mà không có báo gì hết, nhảy sổ vô, à chết hết luôn rồi. Mình nó quay trở lại các bạn nha, không sao không sao, mình chết nhưng mà cố gắng là farm cho đội nha. Tình hình là bây giờ tỷ số là 1-5 nhưng mà đội bạn các bạn ơi, căng quá bạn ơi, gian hàng cầu này mình chỉ còn có 2 sao nữa là mình được lên bạch kim bạn ơi. Thôi gắng gắng đi, AD AD đi theo nha, đi chung đi trời ơi, đừng đi riêng nữa. Chú ý, đi chung đi. Bam 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 hấp vào bam nó xanh lên. AD ơi phía trên tình hình đang dồn anh rồng các bạn ơi, rồng tập trung anh rồng, tập trung anh rồng. AB AB trời ơi, rừng ơi, rừng đâu rồi, trời ơi xong rồi, đúng rồi nhảy bổ vô bụp bụp đập đúng rồi nâng lên. Chết nè, chết nè, chết nè. Chơi luôn, đúng rồi, chơi đi luôn. Ok, được một mạng rồi bạn ơi. Mình đã đánh được tăng cơ rồi nha. Rồng. Ok, rồng rồi. Tập trung đẩy tù lên dưới, tập trung đẩy tù lên dưới. 500 anh em, tập trung. Đẩy luôn, nhào vô, mình bắn cho, bắn tù cho. Nhào vô, đập nó, đúng rồi, bắn tù luôn, mình đầu, bắn cho. Đập, quay về. Trời ơi, trời, chết không, trời hết rồi. Mình tiếp tục vào thành rồi bạn ơi, buồn quá, không sao, tập trung đường dưới, nó đang đập trụ kìa. Thôi, toàn trụ rồi, toàn không, trụ chưa toàn, cố lên. Đúng rồi, rừng mình đã giết được rừng bên đó rồi các bạn ơi, cố lên, chạy nhanh. Trời ơi, quái này căng quá bạn ơi, quái này căng quá. Trời ơi, rừng mình xanh rồi, rừng mình xanh chưa? Rừng mình xanh quá bạn ơi, một mình canh đồ bài luôn. Cố lên. Lui về, để mình phát, đập nó, đúng rồi. Nâng tủ luôn. Tới,
mở chất ai đấy rồi, hay quá bạn ơi, hay quá. Ok, tập luôn, tập luôn, tập qua bên luôn, tập luôn. Ừ, đúng rồi. Hay chưa các bạn thấy không? Trận đấu đầu trận rồi mình thua 1-5 luôn, nhưng mà mình bây giờ thì mình tương đối là ổn các bạn nha. Không sao cả, cố lên, cố lên. Đó, tiếp tục đi, thôi, tiếp tục đi ở giữa nha. Đó, mình sắp bật cho đồng đội nào, đồng đội. Ôi trời ơi, nó thoát được rồi bạn ơi. Đi về, rừng đi về, trời rừng còn chút máu à. Rừng khổ thành không, rừng khổ thành không. Ồ, cái gì đây. Ôi trời ơi, tụi mình đừng dưới. Ít máu quá bạn ơi. Tập trung đi đường trang nha, tập trung AD. Mình sẽ hỗ trợ AD thứ hai của mình nha. Đẩy nè, trời ơi, nâng lên, nâng đập đập. AD. Đúng rồi, chặt nó, AB, quăng độc nó. Chặt nhảy vô, úi dồi ôi, chết nè, hay quá bạn ơi, Toto mạnh quá. Không sao bạn ơi, mình không quay lại nha. Mình hiện tại đã chết 3 lần các bạn nha. Không sao cả, mình support, mình chết cho đồng đội sống rồi được rồi bạn ơi. Nhanh lên, trời ơi. AD của mình đã bị tăng cơ của nó giết nha. Ui dồi ôi, AD nè. Ui dồi ôi, tập trung đánh á. Đúng rồi, quăng độc đi. Rồi chết à. Đó, chạy được hả. Đó, chết chưa. Trời ơi, con AB nó xanh rồi bạn ơi. Chết nữa. Về. Nha. Còn tôi mình có chiêu nước băng trứng vật này nha. Nhanh. AB, không kịp rồi, chạy không, chạy, đúng rồi, như tôi luôn đi, đó, chết, thôi về nữa rồi, xong, ô, bồ mình lên rồi, cứu không được mình bạn à, ghê quá. Buồn quá bạn ơi, chết nhiều quá, gắn đi, tôi gắn lên. Gắn lên nha. Ok. Đó, tập trung anh rồng bạn ơi, tập trung anh rồng nha. Anh rồng nha bạn ơi. Đẩy đường giữa luôn. AD, Tarek, đẩy đường giữa, đúng rồi, bắn đi. Mình đẩy nha, vô nè, cho chết luôn. Đập nè, đúng rồi. Đừng đó, hay chưa bạn ơi. Một mình, hai, ba cần bốn luôn. Trời ơi, bốn người lên bảng luôn bạn ơi, hay quá. Còn một con nữa, cho mày lên luôn, trồng lên, tập nó. AD đập nó, rừng đập nó, thôi hay chưa bạn ơi, 5 người lên bảng luôn. Con rừng mình hay quá, con rừng mình có chứ chưa. Bộ nhào vào nha bạn nha, từ xa bộ nhào vào. Đâm kêu con máy ốc các bạn, con máy ốc nó có chiều kêu hút máu và nhảy bộ xào kêu nó ba nha bạn, kêu cuối cùng nha. Tập trung, giữ nè, đập nó, đúng rồi. Cho mày chết nè, hay quá bạn ơi, cắn đi. Lui về, máu thấp rồi, hồi thành không, thôi, ui, mình hồi thành một chút nha bạn nè, đợi mình tí nha. Các bộ ơi, đi chung đi, đừng đi riêng. Ok, em nào, đi, chạy thôi. Tiếp tục bạn ơi. Bạn này hằng quá bạn ơi, hay quá, ok, cố lên. Đợi mình, hằng đẩy nè. Dám lên bộ. Ui trời ơi, hay quá bạn ơi. Rừng mình xanh rồi bạn ơi. Bản này mình thắng rồi. Nhưng mà chúng ta đứa nha, thắng có thắng hay không cũng phải đợi phút 90 bạn nha. Chưa cả bù giờ nữa. Cố lên. Đi theo, chạy lên trên ăn quái rồi, chạy lên trên ăn quái. Ui, hình như có con gì theo sau mình. Ui trời ơi, rừng nó chạy theo bạn ơi. Đây là con sói các bạn nha. Ui trời ơi, con sóc ở đây. Con sóc ăn trẻ em mình nè. Đó, chưa, trời ơi, rừng mình hay chưa. Tự nhiên bộ nhào vô làm chi cho con AD nó giết bó tay mình, rừng mình luôn. Rừng mình đâu rồi, chết rồi. AD, đi theo AD ơi, đi theo mình AD. Đúng rồi, đi theo mình đi AD. Ui, chết rồi. Chết rồi, tăng cơ này. Đúng rồi. Ôi dồi ôi, hay quá rồi. Hai con AD đi chung với mình. Cứ ở phía sau mà trẻ máu nó thôi.
cứ đi theo con trâu mình nha, nhớ được nhớ nhớ, cố lên cố lên, trâu trâu, ố ố rừng kìa rừng, ừ, chết mày rừng nè, thấy chưa? Hai AD đi chung, hai AD đi chơi tập tập tập, giết tao không, giết không, ui rồi chết luôn AD, à này mình thắng nữa rồi các bạn ơi, hay quá bạn ơi, cố lên, đẩy trụ luôn, đẩy trụ luôn, có con tô mình không xài hết, bóng trâu mà. Ui trời ơi, xong trà chính luôn, bắn ra quá, thì không sao, mình trâu mà bạn, thì cố lên nha, cố lên, thắng không, ui trời hay quá, hay đó, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy trà chính luôn, mình thí sinh luôn, mình thí sinh nha, ui trời ơi, thắng rồi, trận đấu căng thẳng bạn ơi, đầu trận mình thua nha, nhưng mà cuối cùng mình vẫn chiến thắng, mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình nha. Support, vô địch nha. Yeah, 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 yeah. Yeah. Đây là phải lần. Ô, thành quả mình đây bạn ơi. Bạch kim bạn ơi, mình lên được sao cuối cùng rồi. Mình thắng trận này nữa thì mình sẽ lên bạch kim 2 các bạn nha. Ok, trong khi chờ đợi. Đây, con trâu của mình đây, thấy đẹp không bạn? Đó, đỡ đòn, ép luôn nha. A few moments later. Mình tiếp tục quay trở lại bên đấu nha. Mình chạy tròn Toto, Toto mua năm nha các bạn ơi. Đi theo mình nào. AD, AD. AD của mình là con chót các bạn nha. Con này thì cũng rất là mạnh bạn ơi, nếu mà mình biết đánh nha. Ok, mình sẽ hỗ trợ tối đa cho con chót của mình nha, AD. Chót đi về, trời ơi. Trên nào cũng nhảy xong lên làm gì? Trời ơi, đất khóc nữa. Ô, này VRS nha các bạn nha. AD của nó là VRS. Ok, con gì đấy? Úi trời ơi, con này căng à. Con này cũng trâu lắm các bạn ơi. Thôi, không sao. Úi trời ơi. AB của nó. Chết rồi, không ai thua nữa. Kịp không. B. Được rồi nha. Trận đấu là vậy đó, không cần như nào, chỉ cần thắng là được các bạn nha. 3-1 cũng được, 10-4-1 cũng được nha. Cứ bắt rẻ là phải đập các bạn ơi, mình cũng ủng hộ. Ok ok, đồ bàn rất hay, phối hợp rất hay các bạn nha. Đó, đó là đồ bàn đi phối hợp. Ok ok, gì đây? Chạy. Úi dồi ôi, con mình tự nhiên nhào vô làm cái gì con gấu ơi, là gấu. Tự nhiên gấu này bổ vô làm chi? Thua rồi. Xong. Thì số bây giờ là 3-0-3 nhưng mà đồ bàn các bạn. Trời ơi, trận đấu nào cũng để đồ bàn dẫn trước. Căng quá bạn ơi. Nhưng mà nếu mình thắng mình sẽ là hay các bạn nha. Ok, để mình đi nó. Ok, ok, để mình đỡ. Đỡ đòn. Giót đi về, giót. AD đi về. Đập nó. Cũng rồi, đập nó. Ôi trời ơi, AB mình. AB mình tới rồi, AB có chiêu làm chậm thứ 3, làm chậm xong chơi từ chiêu thứ 3 là đẩy luôn, trời ơi, chết không, túi rồi ôi, giết được 2 mạng bạn ơi, tỷ số bây giờ là 2-5 bạn ơi, trời ơi, căng quá bạn ơi, tiếp tục nha, AB, đi theo nha, AB theo. Quăng đúng rồi, đập đi AB, đập nó. Về AB về. Đường giữa nha ba nha. Đường giữa. AD dốc nó bây giờ nha. Anh rồng không? Anh rồng, ui trời, có con gì dí rồi kìa. Đập nó, đập. Quăng, đúng rồi. Đập, phải chưa. Ú, AB mình hay quá mà thôi, AB mình giết được 2 người luôn. Ok, đập nó. Dí nó, đúng rồi, dí nó. Đó, các bạn thấy không? AB mình rất là xanh này nha. Ồ, thấy chưa? AB mình chơi chiêu quăng tất cả cầu đẹp chậm. Sau đó là bồi tiếp chiêu tập trung đam nha. Sau đó được bật luôn chiêu thứ 3 nha. Để đảm bảo 2-3 mạng là chuyện bình thường các bạn nha. Ok, mình đi dưới, tập trung đi dưới. Đẩy trâu nó, đợi mình nha. Ok, để mình đi, đập trâu nó, ok, đập vô, trời ơi, đập nó, lui về,
Tôi về, có con tới rồi, có con này đen tới rồi. Tôi về, tôi về. Đó, mình lấy máu mình hồi các bạn. Trong trong bùi nha, đó chưa, đúc, nó đúc nè. Nó đúc đập, đúng rồi. Chóp, đập nó, đúng rồi chóp, bắn nó, bắn nó. Bắn nó, chát bao, ui trời ơi. Chóp, chóp. Tôi về, chóp, đợi mình nè. Đó, ai đen nó có chiêu phép nha bạn. Phép nó tỏa ra nha, căng, căng lắm mà ơi. Còn sao con Toto mình đã nâng giáp với lại máu full nữa bạn nha. Con này Toto mình đã xếp bạn Ngọc 3 sao hết các bạn nha. Đó, Ngọc của mình full giáp nè, full máu, full phép và full giáp phép và full giáp và dí các bạn nha. Đó, đó, đừng dưới, đừng dưới, chạy, kịp không, kịp không, kịp không, kịp trong đó. Ô, đội bà đã chết bởi trụ. Hay quá bạn ơi. Ô, gấu mình lên bạn rồi. Ô, gấu mình đà. Dạ quá bạn ơi. Không sao, không sao, đồng đội. Đi chung nha, đi chung. Đó chưa bạn thấy không? AB mình giỏi chưa? Quăng phát đập. Trời ơi, một bạn. Ôi trời ơi, AB mình xong rồi. Ơ, AB mình lên bạn các bạn ơi. Hồi máu, đúng rồi. Chạy về, chạy về. Còn mình chạy là ok các bạn. Nó có chơi hết nha. Không có để hết. Tập trung mà trên kìa, tập trung mà trên kìa. Thôi thôi, đi chung, đó, đó, đi chung nha. Ở đây đi chung, ở đây đi chung. Mình mất trụ trên bạn ơi, mình bị con tăng cơ nó đánh trụ nha. Đó, đó, con tăng cơ đó, đó, con này nè. Ôi trời ơi, con quái vật biển, ôi trời ơi. Trời chút, trời chút, đúng rồi, AB đi chung, AB đi chung nha. AB nè, AB xanh rồi nè. Đó, AB, 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 đúng rồi, AB. Quang, đúng rồi, chiêu thứ ba. Ôi giời, mình căng quá, mình lên bạn nào không hay bạn ơi. Vậy rồi, mình đã quay trở lại trận đấu nha. Tiếp tục, không sao cả. Trận đấu, tiếp tục nha bạn ơi, cố lên. Đường giữa, AB đợi mình, AB đợi mình. Đúng rồi, AB, AB, đi theo mình nha. Đúng rồi, đập tập trung, đập trung, đập trung. Đó, đó, trời trời, quăng, quăng nè. Về, 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 về. Về, về, ok, về. Đó. AB giỏi quá. Đó, đó. Ồ, không cần đợi luôn. Gió bắn, bảy trụ luôn rồi. Đó, đó, để mình đứng giữa nha. Để mình đỡ đòn cho. Mày, đập trụ. Đập nít, đập nít. Ok, ok, chết luôn, chết luôn, chết luôn. Ồ, hay quá bạn ơi. Ngắn ngang, ngắn ngang, ngắn ngang. Đại quái anh, quái. Phía dưới, phía trên. Đường trên đang bị đại trâu. Đường trên quái, quái quái. Gấu, gấu đi về. Trời ơi, gấu, gấu. Đúng rồi, đúng rồi. Để mình nhào vô. Gấu, đại luôn, đúng rồi, đại trâu nữa gấu. Đấy, 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 đập luôn, đập luôn. Đó, mình đỡ luôn, mình đỡ cho đồng đội luôn. Tụi về, tụi về. Tụi bánh khát quá. Ôi trời ơi, AB giỏi quá bạn ơi, AB nó xanh rồi. Hay quá. Ok ok, thôi diệt quái bạn ơi. Ủa, AB, AB mình vẫn nhìn giữa này bạn ơi. Ui dồi ôi, AB xanh rồi. Chết rồi. Một mình AB giết luôn. Giết được ba mạng không? Giết, ui dồi ôi, chết rồi. Không hiểu nổi, game bạn lúc nào không hay bạn ơi. Càng thịt. Nhưng mà trận đấu vui không bạn? Vui quá. Thắng chưa? Ok, tỷ số bây giờ là 17-12 nha, nghe mời mình nha. Đó, mình đã đặt rồi mình phải đồng đội đi chung nha. Ồ, anh Baron, tập trung Baron. Tập trung Baron nha, tập trung Baron. Gấu, xuống đây gấu. Trời ơi, thằng gấu mình nó say quá bạn ơi. Gấu rồi, gấu, xuống. Tập trung Baron, tập trung Baron. Kịp không. Gấu ơi, gấu, xuống đây phụ. Trời ơi, đừng hết máu rồi kìa. Phụ đi gấu, đúng rồi, đập đi gấu. Đó, con Baron này là bạn có 3-4 thành viên mới nhanh giết nó nha bạn. Hai đứa, chết. Sàn chưa. Ô, tập trung nè, tập trung, đúng rồi. Tập trung lại.
bảo vệ AD, bảo vệ AB, kịp không, kịp không. Ôi, AB chết rồi, mình kịp không, sống không không? Rút lên, rút lên, rút lên, kịp không, kịp, kịp. Trời ơi, em bạn nữa rồi. Các bạn lưu ý nha, cho dù mình có tỷ số cao hơn nhưng mà vẫn phải đi chung nha. Mình đi riêng là cỡ nào mình cũng sẽ chết dễ bị đột kích các bạn nha. Đó, mình tập trung mình giữa đây, tập trung mình giữa bạn ơi. Đồng đội, mình đang bảo vệ nha, bảo vệ khu rồng cho bộ anh nha, bộ mình ăn rồng xong rồi nha. Tập trung mình giữa, trời ơi, chết rồi, gấu chết rồi. Không xong rồi, gióp, gióp đẩy chỗ phía trên, gióp đẩy chỗ phía đường dưới, gióp đẩy chỗ đường dưới, đi về gióp. Gióp, đẩy vào, cản. Đúng rồi, mình cản cho AD mình về nha. Tập, đó, tập trung đúng rồi. Hay, quay cho tôi, gióp, đúng rồi. Quay ai, quay ai, đập nó gióp ơi, gióp, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, KS rồi, rừng nó KS, gióp, gióp tới bạn rồi bạn ơi. Không sao, không sao, không sao. Hiện tại trên bàn đấu, đội bạn nó còn 2, đội mình nó còn 3 người nha. Ok, vừa đập nó, đập. Chết luôn, hay quá bạn ơi. Mình cũng giết được chứ, sắp bật, ôi trời, mà vẫn giết tướng bình thường các bạn nha. Ok, ok. Thôi, đấy, đúng rồi, đập nè chính, đập nè chính, đập nè chính luôn, bể luôn nè chính không? Bể không? Này, trời, bể không, bể chính không? Bể là chính không? Ô, mình là chiến thắng rồi các bạn ơi, hôm nay mình gặp được đồng đội rất là xanh các bạn nha. Đó các bạn thấy không, mình đã lên được bạch kim hai bạn ơi. Chúc mừng nha, chúc mừng nha, mình đã chiến thắng 4 trận đấu liên tiếp, 5 trận. Oh my god, wow. Mình từ bạch kim 2 mình lên bạch kim 1 nha các bạn ơi. Mình lên bạch kim 1 rồi, 1 sao hay quá bạn ơi, mình đã chiến thắng. Ok, mình cố gắng chiến thắng để mà được lên hàng cao thủ trong đợt này các bạn nha. Cố gắng nhớ ủng hộ mình nha. Ok, cảm ơn bạn, nếu bạn hay hay ai đăng ký xe ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt các bạn.